quay cái gì nữa hết á. Thì chúng ta còn có cả may mắn. Có lẽ là may mắn chưa mỉm cười với Lan Khôn. Chị chứ hàng lớn mà trong phòng lớn nhìn xuống thấy hết rồi. Tại cửa kính nó nhìn xuống thấy. Tại đi đường kính chính không có đi đường phụ. Tại sao những người trong chương trình lại làm điều đó? Có phải cuộc thi này đề cao tính trung thực và fair play hay không? Tại sao kêu team của Minh Hằng vào đây quay mà vẫn để chị Thanh Hằng ngồi ở trên để nhìn thấy được hết tất cả diễn biến của câu chuyện? Nếu như thế thì Hằng không đến đây nữa và không quay nữa. Thư sẽ không bao giờ xuất hiện ở The Face Việt Nam bất cứ một lần nào nữa.